Đường về tới chốn Lôi Âm, tâm phải tìm khóa mở mà tâm phải tầm lối đi. Người phải tự chỉ huy tâm lấy mới khiến tâm đi trong cái quang minh. Mình không làm chủ được mình khác gì với đám lục bình trôi sông. Trong quyển đến Liên Hoa, còn bây giờ hồi nãy Đức Thầy dạy chúng ta là bao nhiêu cái cảnh nước lửa đó quý vị. Mà bây giờ khi mà nước nó ngập lên thì quý vị nào có nghe mẫu chuyện bên Thầy đó, Đức Thầy có chỉ với ông Út Quốc là sau này Đức Thầy nói là nước nó ngập sao, nó lúc đọt dừa, lúc mấy cây sao sau hè tổ đình đó. Thì quý vị thấy như thế nào? Điều này ông ba Nguyễn Văn Thới cũng có chứng minh, chỉ chúng ta những câu giảng mà của trong bộ Kim Cổ Kỳ Quan của ông ba như sau. Ông ba nói là nước đâu ngập lúc gò cao, lửa đâu dậy cháy lao sao khắp ngàn. Nghèo sắm xuồng, giàu có sắm ghe, để chờ khi có nước mà chèo te lên dòng. Thì kính thưa quý vị, mà bây giờ nước nó đương bằng phẳng như thế này mà sau này ở cảnh hồng trần mình á, Đức Thầy có nói đó, đến chừng đó phong ba biến chuyển, cảnh hồng trần tợ biển mênh mông, mới là sợ chết ước mong mà không ai cứu bởi lòng ác gian. Thì kính thưa quý vị, ông ba chỉ chúng ta là nghèo sắm xuồng, giàu có sắm ghe. Thì cái sự tu hành với cái dạng trung bình thì chúng ta có được chiếc xuồng cũng đi qua nước được. Còn mà tu cao nữa đó thì cũng như giàu có mà sắm được chiếc ghe, chiếc tàu lớn thì đi qua đó là nước. Nó bao nhiêu cũng không sợ chìm đắm và cũng có thể chở được nhiều người. Đó là do công tu luyện công đức mà ông ba cũng chỉ chúng ta như thế đó. Và kính thưa quý vị, sau này những cái cảnh nước lửa nữa đó thì Đức Thầy chúng ta cũng có nói tới, sau này mà cảnh có nước đó, thì lúc đó là có văn thù Bồ Tát từ bi chèo thuyền Bát Nhã cứu thì trần gian, gió đưa lướt sóng bườm loan, và sẽ rước người tu niệm xê sang phỉ tình. Ai mà ta dạy chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Thì kính thưa quý vị, sau đây là một cái đoạn pháp mà của ông Thanh Sĩ dạy chúng ta, xin trích ở trong quyển Lời Vàng Trong Mộng để luận giải rõ những cái câu giáo lý của Đức Thầy mà văn thù Bồ Tát từ bi chèo thiền cứu khi nước lửa. Nó là ông Thanh Sĩ sẽ giải trình cho chúng ta hiểu rõ thêm qua đoạn pháp như sau. Nam mô A Di Đà Phật. Phật liền chỉ vào trong vồ đá, hiện ra thuyền Bát Nhã lớn lao, hào quang sáng rực đủ màu, nhưng không có đáy thêm vào không mui. Phật rằng thuyền ngược xuôi trên nước, vẫn không chìm và được chạy mau. Thuyền này khi đến ngày sau, trong khi sấm nổ nước trào dâng lên, nó sẽ chạy khắp trên các nước để rước người nhân đức hữu duyên đem về dự hội Hoa Liên, khỏi dòng lao lý được thoát miền trầm lưng. Kẻ gian ác sát thân trọng trượt, kéo lên thuyền cũng tuột chìm đi, bởi thuyền do sức quyền di của chư Phật tạo, chỉ cứu nguy người lành. Và Phật liền chỉ vào cành bửu thọ, bỗng hiện ra tỷ quả thần lung, rất nên to lớn hình dung, hào quang ngũ sắc chói cùng khắp nơi. Phật rằng chừng cả trời lửa cháy, sắc ra cho núi chảy thành bùng, tức thời tỷ quả thần lung hiện ra to lớn bao trùm hiền nhân, khỏi thiêu xác trong rừng lửa đỏ, mát mẻ như hứng gió mùa thu. Những người bạo ác không tu, đứng ngoài lòng phép dễ đâu được vào. Chừng lửa cháy gió ào phủ xác, thân tiêu ra tro mạc tức thì. Phật dù lòng rất từ bi, cũng không thể cứu vô nghì bất lương. Thì kính thưa quý vị, sau đó là những cái đoạn pháp mà sau này người tu niệm sẽ được thiền Bát Nhã là rước đi khỏi nước, và được ngài tỷ quả thần lung độ chúng ta là không có bị lửa thiêu. Chữ tỷ là tránh, thần lung là một vị thần rất lớn, chữ lung là lớn đó quý vị. Cho nên sau này nước lửa thì Đức Thầy có giải trình, và ông Thanh Sĩ cũng có giải trình rất rõ ràng rồi. Và kính thưa quý vị, sau đây là tới nạn thú dữ mà Đức Thầy thường dạy. Hổ lang ác thú tới muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đa đoan, ai mà ăn ở nghênh ngang đón đường, nó bắt xé tan xác hồn, hoặc giả là cảnh núi non nhiều thú dị kỳ, nó trọng ai hiền đức nhu mì, sát phạt kẻ bội cha phản chúa. Đến chừng đó thiên la lưới bủa, mới biết rằng trời Phật công bằng.
Nếu Dương Trần sớm biết ăn năn làm hiền đức khỏi đường lao lý thì kính thưa quý vị, cũng như Đức Thầy thường dạy chúng ta đó, ngày nay sớm đến Phật đàn tu cầu chư Phật sẽ cứu an linh hồn, tội tiêu phước hưởng tới trường tồn, không còn mắc nẻo dạy khôn luân hồi. Và kính thưa quý vị, Ngài còn dạy thêm chúng ta đó, tu hành hiền đức mới được thảnh thơi, và chúng ta ngay cha thảo Chúa thì chúng ta mới được Phật trời cứu cho. Thì kính thưa quý vị, sau này thì hiện nay quý vị thấy trên thế giới đó, nội cái mà động đất của đầu năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, và còn cuộc chiến giữa Nga và Ukraine là kéo dài trên mà một năm rồi đó quý vị. Thì bây giờ thấy ông Tổng thống Putin là ổng đương đe dọa với tổ chức phương Tây đó, thì nếu mà là làm như thế nào mà không theo cái ý của ông Tổng thống Putin đó, thì ổng có sẽ dỡ cái chương trình nguyên tử hạt nhân đó. Thì quý vị thấy đây là những cái thời báo nó đe dọa. Mà điều này, kính thưa quý vị, trong giảng kinh là các vị Bồ Tát cũng có thường dạy rồi: chết trôi theo nước, chết đùa theo mây, chết do mái tạo chuyển xây, chết vì sanh chúng súng gây tai nạn, chết nào bằng chết ôn vàng, nhưng còn thua cái chết khô khan khí trời. Thì kính thưa quý vị, đây là giảng kinh Bồ Tát dạy rõ ràng thế nào là khô khan khí trời. Chỉ có cái chất nguyên tử hạt nhân mà nó buông ra rồi thì nó làm cho tiêu mất cái không khí chỗ đó, là con người là không có thể thở được. Chỉ có người tu á, được hào quang của Đức Phật Tổ A Di Đà, hoặc giả là Nhành Dương Liễu, quang tịnh bình của Quan Âm Như Lai Bồ Tát tín hiệu rọi vô người tu chúng ta, thì chúng ta mới được Phật cứu khỏi nơi khói lửa mà thôi. Và kính thưa quý vị, điều này ông Thanh Sĩ cũng có dạy chúng ta rất rõ ràng: đến ngày tai nạn phủ di, gió lai một ngọn cũng nguy cả làng. Và Ngài còn dạy thêm: tuy thấy cõi thên thang sơ lọt, nhưng mà mái trời đâu cũng lóc đến nơi, chỉ có tu hành mới vững người ơi, vì rằng nhân thiện sẽ có trời Phật ban thôi. Và trong những cái thời báo hiện nay họ cũng có đăng lên là đã đến lúc thiên tai sấm sét, bão cuồng phong sẽ quét bốn phương, nạn tai lôi kéo cùng đường, hải hà đất động bi thương nẻo trần. Lúc đó là mùi hạt nhân sẽ điên đầu, chất độc hít không khí là sẽ học máu ra, lũng phổi chết lẹ đó mà, khó ai tồn tại để lướt qua cảnh này. Tử 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 khói đầy vũ trụ, bay khắp nơi ru ngủ trần gian, thay nằm chặt đất ngổn ngang, nhà thưa đường vắng thế tàn lạnh tanh. Thầy nói trước chúng sanh thấu hiểu, giờ còn kịp phải ráng chịu tu trì, phải giác ngộ học chữ từ bi, và cải tâm sửa tánh quy y đạo trời. Thì kính thưa quý vị, thì chỉ có người tu niệm thì sau này mới qua được những bao nhiêu cái đại nạn đó thôi. Thì điều này trong quyển Ánh Sáng Từ Bi các ngài cũng có dạy chúng ta rồi: sau đây đổi đất thay trời, kẻ còn sống sót trên đời hiếm hoi, nếu đường chánh đạo không noi, khó mong tồn tại để coi Phật trời. Nếu ai muốn sống coi đời, phải nên ăn ở theo lời kệ kinh, phải kính tam bảo lo gìn ngũ giái, và ăn tứ chay cúng lại bốn phương, một lòng cải ác tùng lương, lo bề hiếu tử gìn đường Phật nhi. Ráng nhịn được những điều gì khó nhịn, ráng làm điều chân chính khó làm, việc lành thì rất thích ham, điều hung thì dạ không làm chi vui. Thấy việc thiện như hồi khát nước, nghe điều hung như lúc điếc tai, biết mình có lỗi sửa ngay, và thấy người hữu đức hữu tài là học theo, thực hiện được mấy điều đã nói thì mới đáng xứng đáng là người để sống nói đời sau là qua thượng quân thánh đức đó quý vị. Vì kính thưa quý vị, Đức Thầy thường dạy chúng ta mà: ráng chở chân cho kịp long qua, long qua có mặt ấy là hiền nhân, hay lập rồi cái hội long qua, đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Thì chúng ta ráng tu niệm để sau này cái đại hội long qua này nó không phải là một chuyện đơn giản đâu. Kỳ này là cũng như là có một không hai đó quý vị. Đức Thầy thường dạy mà: muôn năm thiên định nhất kỳ, hạ quân sắc định khai kỳ long qua mà. Lá úa vàng nó rụng người ôi, muôn năm mới có một thời, tới kỳ lập hội Phật trời mới định phân. Thì kính thưa quý vị, điều này ông Thanh Sĩ cũng thường dạy chúng ta đó: mẹ đấy con, việc không thường có, phút muôn năm mới nhỏ một kỳ, đạo gặp rồi lại nở bỏ đi, uổng hơn mất vàng y tới muôn nén. Mẹ đấy con ráng tu cho vẹn, mới cùng Phật tiên nâng chén bồ đào, có long lăng quy phụng chầu bao, thì cảnh báo quý thần lao đâu có sánh nổi được quý vị. Thì kính thưa quý vị, điều này Đức Thầy cũng thường dạy chúng ta đó: bồ đào rượu thánh trà tiên mà, muôn năm cộng lạc chúa hiền tôi trung lẫn, cho nên kỳ chót này
chúng ta ráng cố gắng để chúng ta tu một đời giải khổ cả muôn đời mà. Tu cho kịp cơ trời biến đổi mà. Một đời tu sẽ được rỗi tới muôn thu lần đó quý vị. Thì kính thưa quý vị, nạn nước lửa thì Đức Thầy có giải trình. Ông Thanh Sĩ cũng có phân giải rõ ràng. Và kính thưa quý vị, nạn thú dữ mà Đức Thầy thường dạy nè. Cảnh núi non nhiều thú dị kỳ đó. Nó trọng ai hiền đức như mì, sát phạt kẻ bỏ cha phản chúa. Và chừng lao sao ác thú non thần thì Nam Quốc lương dân mới biết. Hoặc giả rằng là ai mà ăn ở ngược xuôi, gặp nơi rắn rít chẳng vui đâu là. Rắn to mới tên gọi mãng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Ai mà tu tỉnh chuyên cần thì chỉ có làm đường ngay thẳng có thần độ cho thôi. Thì kính thưa quý vị, điều này ông Thanh Sĩ cũng có dạy chúng ta trong quyển Vạn Niên Huynh Đệ. Mà người tu chúng ta sẽ được hạnh phúc sau đây mà thú dữ, qua một cái đoạn giáo pháp trích trong quyển Vạn Niên Huynh Đệ như sau. Phật rất mong tất cả chúng sanh nên cải giữ về lành cho sớm, để sau đây những nạn tai ghê gớm sẽ nổi ra khắp chốn cùng nơi, sự thảm thê không kể hết lời. Chừng đó khắp nẻo đời người thấy có nhiều loại thú cầm kỳ quái, sức hung hăng không loại nào bì. Đúng thời kỳ chúng nó ra đi để ăn xé kẻ bất tri nhân nghĩa. Ai gặp nó cũng bay hồn vía, nhưng nó không hại kẻ lương hiền. Đó là do lệnh của Hoàng Thiên chỉ trị kẻ không kiên trời đất, chẳng hiếu nghĩa không lòng trung trực, cho hùm tha xấu bắt là vừa. Nhưng mà người lương hiền tu niệm sớm trưa, chúng thú sẽ lưng đưa cho cởi. Đó là kẻ lòng tròn đạo ngỡi, qua biển sông vượt lối núi rừng. Nói đến đây đạo sĩ liền ngưng và cất giọng ngâm lên lời kệ. Kẻ ngồi trên sư tử, người lại ngự chim bằng, thiếu chi ông cởi cọp, nhiều vị ngồi trên lăng, ai nấy đều nghiêm chỉnh để đến dự hội phong thần. Thì kính thưa quý vị, đó là một cái đoạn giáo pháp mà sau này người tu chúng ta đó, ở trên mặt quả địa cầu này mà gần cái ngày đại hội Long Hoa đó, công đức chúng ta nhiều ít thì đường xa thì chúng ta được chim đại bàng, mà chim thần đó, nó đưa chúng ta để về dự hội. Qua cái đoạn pháp vừa rồi là rất là chính xác đó quý vị. Thì hôm nay thì cũng nhân dịp đi lễ hội cúng bà chú sứ ở Gò Tháp thì cũng gặp được chú Chester Nguyễn, thì cũng có nhắc nhở đưa lên YouTube để trao đổi một số lời vàng tiếng ngọc cho tất cả quý đồng đạo mình trong và ngoài nước nghe, để mình tinh tấn thêm mình tu hành, cũng như Đức Thầy thường dạy ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền, thoát chỗ mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dài công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền. Thì những cái bài pháp của Ngài dạy trong thi văn của Ngài đó, là Ngài nói là nhân sanh hiếu nghĩa dĩ di tiên, hành thiện tri kinh thị sĩ hiền, kiếm huệ phi tiêu đoàn chướng nghiệt, thật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Thì kính thưa vị, đây là lời văn Đức Thầy dạy bốn câu này là bằng Hán văn rất là sâu xa. Nếu cái người có tu lâu mà hiểu được cái chữ Hán thì hiểu rất rõ ràng. Còn nếu cái người với trình độ thì chưa hiểu thì tôi cũng xin giải nghĩa bốn câu đó như sau. Nhân sanh hiếu nghĩa dĩ di tiên, chữ nhân là người, chữ sanh là sống. Chữ hiếu nghĩa là phải biết đạo nghĩa, trên kính dưới nhường, cha mẹ con cháu phải sự thảo ngay. Dĩ di tiên là người sống phải lấy sự hiếu nghĩa đó là làm đầu. Dĩ là lấy, di là di tiên là lấy cái hiếu nghĩa làm đầu. Thì câu thứ nhì là hành thiện tri kinh, chữ hành là làm, chữ thiện là hiền, chữ tri là biết, chữ kinh là kinh giảng của Phật thánh hiền mầu nhiệm dạy chúng ta. Thị sĩ hiền, thường làm thiện và đọc kinh để hiểu biết nghĩa của kinh mới là người hiền. Và cái câu thứ ba là kiếm huệ phi tiêu đoàn chướng nghiệp. Kiếm huệ là lấy gươm trí huệ của chúng ta, như Đức Thầy thường dạy đó, lấy gươm trí huệ để quét sạch ma lòng. Phi tiêu đoàn chướng nghiệp là cắt đứt bao nhiêu cái chướng nghiệp, mà bao nhiêu cái chướng ngại vật ở trên đời này, mà hằng ngày là bao nhiêu cái sự khó khổ mà cản trở trên đường tu. Chúng ta phải lấy gươm trí huệ là tất cả lời dạy mầu nhiệm của Đức Phật, Đức Thầy dạy chúng ta. Chúng ta hiểu và tin tưởng rồi thì cũng như là
cái gươm trí huệ này là phi tiêu đoàn chiến nghiệp, là chúng ta phải lấy chữ nhẫn làm đầu, cũng như Phật thầy Thế An thường dạy đó quý vị, tập xong chữ nhẫn là niết bàn không xa, hay thiệt thòi cam chịu đã đành, nhưng có vô vi phẩm vị thầy dành cho con thì muốn về cõi Phật, cõi lập thân cõi trần, nhịn tất cả những sự vật ở đây, thì chúng ta phải được cái vô vi phẩm vị là thầy dành cho con, là cái tòa sen ở cõi cực lạc đó. Thì khi lấy cái gươm trí huệ mà quét sạch cái đoàn chiến nghiệp rồi là Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Chữ Phật là một vị đắc đạo đầy toàn giác, toàn mỹ, toàn thiện, toàn minh. Chữ tiền là trước, hữu nhật là có ngài, chữ hữu là có, chữ nhật là ngài. Vĩnh an nhiên cũng như Đức Thầy dạy chúng ta đó. Con người chúng ta là nhân sanh lấy sự hiếu nghĩa làm đầu và làm thiện, đọc kinh giảng cho biết lời lẽ để đối nhân xử thế. Và lấy gươm trí huệ mà cắt đứt quét sạch ma lòng. Thì Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Có ngày chúng ta sẽ thấy Phật vĩnh viễn một cách tự nhiên và an lạc. Đó là một cách trường cửu luôn. Chúng ta là đắc đạo về cực lạc. Thì Đức Thầy thường dạy là đường sanh mạng Phật ta đồng thọ tánh an nhiên bất diệt trường tồn đó quý vị. Thì chúng ta trên phương diện tu hành thì Đức Thầy dạy là chúng ta học theo. Và hằng ngày mình theo bao nhiêu cái vị kinh lực của thánh hiền khác thì chúng ta sẽ thành công viên mãn. Cũng như bây giờ hiện nay trong đời sống chúng ta sống như thế nào mà trong quyển đường giải thoát ông Thanh Sĩ thường dạy chúng ta đó. Con ơi, cõi hồng trần mù mịt bị lợi danh phủ bích chân linh làm cho hầu hết chúng sanh không tìm thấy lối cứu mình khỏi mê. Và hầu hết bị bạc tiền mờ trí, ít ai mà chủ trị được tâm, nghèo thì bị bạc làm câm, giàu thì bị của giam cầm chung thân. Thì kính thưa quý vị đó, từ cái chỗ đó mà chúng ta sống mà chúng ta không làm chủ được đồng tiền, chúng ta không làm chủ được bản thân chúng ta, mà nếu chúng ta mà chạy theo danh lợi thì cái sự tu hành chúng ta là không bao giờ được thành công viên mãn. Cho nên từ chỗ đó mà các ngài cũng dạy chúng ta đó, cũng thời sử dụng đồng tiền, kẻ lo quần chúng mà người riêng lo mình. Lo quần chúng là tình tiên Phật, lo riêng mình là chất phàm nhân. Nhưng mà tình tiên Phật mới thoát trầm lưng, mà chất phàm nhân thì tất phải còn chịu thân lưng hồi. Thì kính thưa quý vị, từ chỗ mà dùng cái đồng tiền đó đó, từ cái chỗ đó mà ông Thanh Sĩ ông cũng thường dạy chúng ta đó. Trâu bò thì bị người xỏ mũi, người thì bị tiền bạc cởi trên lưng. Trâu bò nó chỉ khổ có xác thân thôi, còn người xác thịt tinh thần khổ luôn. Khổ đến chết chưa buông được nó, mà nhiều người lấy nó làm dinh. Tiền xem trọng, nghĩa xem khinh. Ngày nay thế giới chỉ tin đồng tiền, và tham tiền bạc hư thân lắm kẻ. Mến bạc nhiều người nhẹ giá danh, gái thì bán mất tiếc tinh, trai thì trộm cướp hoặc sanh gian hùng. Thân cho mấy khi lòng mến bạc thì tình thân kia cũng nát như tương. Tự mình bóp chết tình thương mà không sáng mắt, chỉ bởi dương bạc tiền. Thì kính thưa quý vị, điều này cho nên Đức Thầy dạy chúng ta đó, thì coi như là hãy thương xót những người tàn tật, thấy nghèo hèn chớ khá khinh cười. Thì từ chỗ đó đó, ông Thanh Sĩ mới dạy chúng ta trong cái sử dụng đồng tiền mà chúng ta thu nhập được, mà hạnh Bồ Tát chúng ta như sau: làm ra để giúp để cho, chớ gom góp để bo bo giữ đời. Đem bố thí cho người không mất, cứ bo bo giữ cất không còn. Tiền là còn biết giữ thì tròn, tiền đừng nên bạc là nên tròn nghĩa ân. Và kính thưa quý vị, trong cái vấn đề mà sử dụng tiền bạc thêm thì ngài cũng dạy là có dư chớ hưởng riêng thân, nên cho kẻ khác được phần ấm no. Được như vậy mới được kho công đức, sống đời không khổ cực gì đời, trong tâm thường được thảnh thơi, ti mang sát tục mà đời thần tiên. Thì kính thưa quý vị, điều này cho nên ngài dạy chúng ta như thế nào: tưởng thanh, nói chánh và làm nhân, ti mang phàm sát, nhưng chúng ta đã thần thánh tâm rồi. Cho nên ở đời chúng ta là nghe theo lời Đức Thầy chỉ dạy, lúc rảnh việc thường coi kẻ giảng, để giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, tránh tất cả những thái quá mê tín dị đoan mà làm cho đạo đức suy đồi. Vì đạo pháp ngài dạy là thường hay dung với hòa, xét người cho tốt, xét thân ta. Nếu người nào rõ phận vui lòng thứ, nếu ta thứ được người thì người khác sẽ thứ lại ta. Thì kính thưa quý vị, trên phương diện tu học thì Đức Thầy dạy chúng ta nôm na trong một quyển thi văn giáo lý toàn bộ trên 600 trang, chúng ta xem qua để làm tổng quát.
vì ngài thường dạy mà. Ta ra sức với câu huyền bí, chúng dân ơi phải ráng kiếm ráng tầm, cho nên chúng ta những cái điều nào chúng ta không hiểu thì tìm những cái bậc cao minh lão thành hay những người đi trước mà ta có sức thấy xa hiểu rộng thì ta sẽ giảng nghĩa cho mình tìm ra hiểu. Vì Đức Thầy nó tìm hiểu nghĩa mới làm theo đắc đạo. Và đạo hiểu rồi ngon tợ gỏi nem. Và mùi đạo diệu là gỏi nem khó sánh đó quý vị. Cho nên ngài thường dạy chúng ta là học hỏi vốn là nền trí thức. Sách kinh là cái nút của tâm linh. Cần học hỏi và đọc sách kinh để giúp cho sức hiểu của mình rộng ra. Thì kính thưa quý vị, từ cái chỗ đó mà vào thời buổi Hạ Quân Mạt Pháp này, các vị đó là thánh hiền Khổng Tử cũng dạy chúng ta đó, thân người khó được mà Phật Pháp khó nghe đó quý vị. Thì kính thưa quý vị, trong cái quyển Đường Giải Thoát, ông Thanh Sĩ có dạy chúng ta khái quát qua là thân người khó được và Phật Pháp khó nghe qua một đoạn pháp như sau. Ngài nói rằng là số nhân loại hàng muôn triệu ức, nhưng được nghe kinh Phật ít người, vô duyên khó gặp con ơi. Gặp rồi lại bỏ là đời quá mê, vì kinh kệ vốn là chìa khóa ngục, chúng sanh là kẻ ở trong tù. Xem kinh mà chẳng chịu tu, như chìa khóa có mà tù không ra. Chai lạc mặc dù là khó nuốt, giới răng ti là việc khó hành, nhưng mà đó là phương pháp để giảng sanh, nên gìn giữ trọn đừng quên ngày nào. Vì chai giới là hàng rào ngăn tội, người vô tu hành cần phải giữ mình. Chừng nào toàn giác toàn minh, tự nhiên chai giới trong mình có luôn. Đạo không phải là đường dễ gặp, kinh khởi tâm muốn đọc khó thai. Có người đọc sách liền tay nhưng không hề đọc một bài kệ kinh. Kinh kệ thấy lòng mình muốn đọc là đã có duyên với Phật xưa rồi. Dịp này nếu để cho trôi thì là rất khó kiếm vậy. Dịp để hồi thiện tâm cũng như các ngài thường dạy chúng ta đó. Kỳ này giải thoát không xong là muôn kiếp tới là khó hồng siêu thăng đó quý vị. Vì vậy giờ Đức Thầy đã có dạy rồi. Kỳ xá tội nay còn một lúc, sao chẳng tu nặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiển giống chi hưởng nấy. Cho nên đa số mà không hiểu đạo là địa ngục cũng tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra thôi. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma tiên Phật cũng là tại nó. Thì kính thưa quý vị, điều này ông Thanh Sĩ cũng thường dạy chúng ta là đường về tới chốn lôi âm, tâm phải tìm khóa mở mà tâm phải tầm lối đi. Người phải tự chỉ huy tâm lấy mới khiến tâm đi trong cái quang minh. Mình không làm chủ được mình khác gì với đám lục bình trôi sông. Thì kính thưa quý vị, lời giảng kinh của Đức Phật dạy thì nó cũng vô biên vô tận. Nhưng mà hôm nay thì thời gian cũng có hạn, thì cũng nhắc sơ lược một số lời vàng tiếng ngọc của Đức Thầy ông Thanh Sĩ tiêu biểu. Thì trước khi dứt lời thì kính chúc tất cả quý đồng đạo trong và ngoài nước, nếu cảm nhận là lời lẽ lý màu nhiệm thì kính mong quý vị là thực hành theo để được thành công viên mãn tu hành, thì đẹp lòng thầy chỗ chốn mây rồng và luôn luôn được vui lòng tổ tông nơi chính suối. Thì và cũng như kính chúc tất cả gia đình của quý vị được thân tâm thường an lạc, kinh tế quý vị được thu nhập ổn định để quý vị an ổn tinh tấn tu hành, thành công viên mãn để cứu khổ được củ quyền. Xin hết, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Thì kính thưa quý vị khán giả, thì cái nhân duyên mà gặp được chú Ba thì Nguyễn có nhiều lúc chú Ba cũng đi lễ, nhưng mà hổm chú Ba nói để từ từ rồi chú Chám làm thêm. Hiện nay cũng về miếu Hoàng Cô rồi đi lễ Gò Tháp, thì Nguyễn cũng làm thêm một hai clip nữa, chắc là khán giả nhớ chú Ba lắm rồi. Thì để Nguyễn có thời gian thì sắp xếp với chú Ba thêm để mà làm thêm nhiều clip cho quý vị xem nữa ha. Còn bây giờ thì một lần nữa chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và luôn luôn tinh tấn trên con đường Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật.